7 cm. Rồi bây giờ này là em bé gái 17 tháng, cân nặng 18 kg, chiều cao 77 cm. Rồi giờ người ta sẽ tính cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi, cân nặng theo chiều cao, rồi giá trị của mỗi cái là cái gì người ta ghi ra, rồi sau đó người ta sẽ nhận xét em bé này đang ở chỗ nào, bình thường dinh dưỡng hay là béo phì. Rồi mấy bạn mở cái bảng phân loại dinh dưỡng của bé gái ra. Ở đấy cô Cúc cho cái giá trị bình thường. Bình thường là nó tức là cộng trừ 2 SD là giá trị bình thường, cộng trừ 2. Khi dinh dưỡng khi nào mà nó dưới trừ 2 SD rồi béo phì, khi nó lớn hơn cộng 2 thì gọi là béo phì. Đó là cái theo quy định như vậy. Rồi mấy bạn lấy cái bảng phân loại dinh dưỡng ra để người ta tính ba cái chỉ số này ở em bé gái 17 tháng, nặng 18 kg, chiều cao 77 cm. Lưu ý là one year là 12 tháng, rồi mỗi một ô là một tháng thì người ta đếm tới 17 tháng. Rồi tìm ra được mấy cái chỉ số này chưa? Trần Kim Chi 33 nè, làm xong chưa bạn? Dạ em đang kiếm coi. Đăng kiểm rồi, kiếm đi, nhận được cái file chưa?
mấy em file mở không được là tại vì cái điện thoại của mấy em không có cái chế độ đó, thành ra không có mở được. Thì cái file này là file nén, còn cái máy tính thì mở được, tùy theo cái điện thoại nữa. Quỳnh Như Phương vô cho bạn, Quỳnh Như Phương Y44. Dạ em vô rồi cô. Rồi nãy giờ tìm ra được chưa bạn? Em mới tìm được chiều cao trên tuổi với cân nặng trên tuổi á cô. Cân nặng thì tuổi ở đoạn nào? Dạ lớn hơn 2 cô. Rồi Nên là gì nữa? em dạ chiều Lớn cao trên tuổi. Còn chiều hơn. cao trên tuổi thì nằm trong giới hạn bình thường. Giới hạn bình thường là trong cái đoạn nào nữa coi? Dạ trong đoạn từ lớn hơn 0, nhỏ hơn 2 cô. Lớn hơn không mà nhỏ hơn hai là sao? Dạ, Hai là nó lớn hơn không rồi mà xài sao lớn hơn không mà nhỏ lớn hơn, lộn, hơn hai? lớn trừ hai, nhỏ hơn hai. Chưa đọc lộn xộn rồi. Cái cân nặng theo tuổi là lớn hơn ba chứ sao lớn hơn hai? Dạ dạ lớn hơn ba, tại em nghĩ là lớn hơn hai nên là nó đã bất thường nên em không để ý tới số ba. Số ba có nằm ở trên đó bạn. Dạ. Rồi chiều cao theo tuổi nó ở trong cái khoảng là từ trừ 2 đến 0, tức là anh ta sẽ đọc là nhỏ hơn trừ 2 và lớn hơn 0. Rồi tiếp theo cân nặng theo chiều cao tìm tiếp đi bạn. Chiều cao là đang nghe sao? Dạ cô là cân nặng trên chiều cao là lớn hơn 3. Rồi cân nặng thì chiều cao lớn hơn ba, đúng rồi. Kết luận em bé này là gì? Dạ thể trạng béo phì. Kết luận em bé này là béo phì Dạ. ha. Rồi bây giờ cái cách ghi là cân nặng theo tuổi lớn hơn ba, chiều cao theo tuổi nhỏ hơn không, lớn hơn trừ hai. Cân nặng theo chiều cao lớn hơn ba, rồi chúng ta kết luận là em bé này là béo phì. Rồi bây giờ giả sử đến em bé này vô tiêu chảy cấp, mất nước nặng, do đó người ta phải bù dịch theo phác đồ C. Nhưng mà thay nguyên tắc bù dịch thì lấy cân nặng hiện tại ngoại trừ béo phì, thì cái đứa này nó đang bị béo phì, do đó người ta đưa về cái cân nặng chuẩn. Thì mấy bạn lấy cái bảng mà cân nặng theo chiều cao, cân nặng theo chiều cao với chiều cao của em bé này hồi nãy là 77, thì người ta chiếu lên đường cộng 1 coi cân nặng nó bao nhiêu. Rồi mấy bạn làm đi, chiều cao 77 thì người ta chiếu lên đường cộng 1, em bé này là 77 ha, chiếu lên đường cộng 1 coi cân nặng này là bao nhiêu kg. Trời nói coi. Cái bảng cân nặng theo chiều cao chưa? Mấy bạn 33 theo kịp không? Dạ khoảng 10.5 á con, em 10 tới 10. Ngay 10.5 đó. Với chiều cao 77 thì cân nặng chuẩn trên đường cộng 1 của nó là 10.5. Thì có một số tác giả thì người ta để là trên đường số 0. Thì nó đang béo phì, nó dư cân rất là nhiều. Nếu để đường số 0 thì cân nặng nó hơi thấp hơn. Như vậy thì cái khả năng sợ bù dịch nó không đủ. Do đó theo nhiều trường phái thì người ta lấy trên đường cộng 1 cái cân nặng theo chiều cao. Do đó đối với em bé này là béo phì, thì với chiều cao 77 cm nó đang có thì chúng ta lấy cân nặng chuẩn trên đường cộng 1 là 10.5, tức là 10 kg rưỡi đi bù dịch, chứ không có lấy 18 kg đi bù dịch đó, ta lưu ý chỗ đó. Rồi bây giờ tới em bé lớn hơn 9 tuổi.
Bé 9 tuổi mà bé trai. Rồi, cân nặng 45 kg. Chiều cao 130 cm. Rồi chúng ta tính cái BMI của trẻ này là bao nhiêu. Rồi tính BMI rồi sau đó chúng ta lấy cái bảng BMI của trẻ trai. Rồi chúng ta chiếu lên coi em bé này ở chỗ nào. Hai mươi sáu mấy chứ không phải 26. Rồi BMI là 26, để cô Phúc chia lại cái đúng không? Hai first 26, first 6, 27 giờ có thể đúng rồi đó. Rồi nhận xét em bé này là cái gì? Rồi, như vậy BMI nó bằng 26,62. Thì chiếu lên bảng 9 tuổi thì nó lớn hơn 2 thì nó thuộc về obesity. Do đó kết luận em bé này cũng là béo phì. Rồi, giả sử đứa này nó cũng vô nó tiêu chảy cấp mất nước nặng. Nó cũng vô bị tiêu chảy cấp mất nước nặng thì chúng ta sẽ bù dịch theo phác đồ C, nhưng mà nguyên tắc bù thì người ta không có lấy cân nặng hiện tại. Thì về nguyên tắc bù thì lấy cân nặng hiện tại ngoại trừ béo phì, thì đối với cái đứa này là béo phì thì người ta không có lấy 45 kg để bù, mà anh ta tính lại thì cái công thức của BMI thì bằng cân nặng chia cho chiều cao mà bình phương, chia cho chiều cao bình phương. Chia chiều cao bình phương. Rồi bây giờ cái BMI thì ở trẻ 9 tuổi mấy bạn chiếu lên đường cộng 1 nó ra nhiêu? Dạ 18 á con. Bằng 18 thì chúng ta lấy cái 18 này bằng cái cân nặng chia cho cái chiều cao mà bình phương, chiều cao bình phương ở đây chiều cao nó là 1,3. Rồi do đó suy ra thì cái cân nặng thì bằng 18 nè, nhân cho 1,3 mà bình phương nhân cho 1,3 luôn. Rồi mấy bạn ra nhiêu? 34 phút 30,42, đúng rồi, 30,42. Rồi do đó chúng ta có thể làm tròn là cân nặng ta phần để truyền dịch là chúng ta làm tròn là 31 kg để bù dịch, chứ ông này lấy 45 kg để bù. Đó là cái cách tính mà cân nặng chuẩn so với chiều cao nó đang có, thì tất cả đều người ta dựa trên cái bảng cân nặng theo chiều cao trên đường cộng 1. Rồi đó là cái tính mà trẻ béo phì. Mấy bạn có gì hỏi chỗ này không?
Nguyên tắc bù dịch là lấy cân nặng hiện tại ngoại trừ béo phì. Rồi có gì hỏi đứa này không? Mấy bạn cứ hỏi. Có gì không hiểu thì hỏi lại. Nãy giờ nhóm 33 này tìm mở được cái bảng chưa? Dạ mở được rồi cô. Cái bản này cô Cúc đã in trắng đen để trong bộ môn nhiều lắm. Khi nào mấy bạn đi lâm sàng vô được, cô Cúc cho mấy bạn mỗi bạn một cái bản in này nè. Đừng có photo, tại vì photo cái ô nó mờ lắm, đọc không có ra. Rồi mấy bạn mua cái bản mà A5 màu đó, cái đó thì cũng được mà nó nhỏ quá, nhìn riết nó mờ mắt mà nó sắp lộn xộn, nó không có theo trình tự. Rồi có gì hỏi không? Nếu mà hiểu hết rồi thì chúng ta sẽ làm bài tập ha. Thế bạn 44 có hỏi gì không? Dạ không cô ơi. Rồi giờ anh ta làm bài tập ha. Rồi đây là cái rồi đây cô cũng chia sẻ cái. Rồi mấy bạn thấy hết cái tình huống chưa? Dạ thấy hết rồi con. Rồi bây giờ mấy bạn đọc cái tình huống rồi ghi tóm tắt như hôm rồi cô Cúc hướng dẫn tóm tắt rồi đi đến chẩn đoán rồi biện luận.
Rồi mấy bạn làm tóm tắt xong chưa? Alo. Hai nhóm làm xong chưa? Dạ chứ xong rồi con. Xong rồi đấy, cô có gọi một bạn đọc nha. Rồi bạn Thiên Kim. Y bóng bóng. Dạ. Dạ em nghe rồi. Cô ạ. Rồi em dạ. Đọc tóm tắt của em. Dạ bé cha 6,5 tháng, tổng số ngày tiêu chảy là 3 ngày, sốt 39,5 độ. Tiêu chảy mấy ngày đọc lại coi. Dạ cô ạ, tiêu chảy 2 ngày, 2 ngày. Đúng rồi. Rồi nói đi tiếp đi. Sốt 39,5 độ, triệu chứng về tiêu hóa là ngày 1 là nôn ói 4 lần trên ngày, nôn ra sữa và bột gà. Ngày 2 là nôn 1 lần trên ngày, nôn ra sữa. Tiêu phân lỏng, nước màu vàng, không mùi tanh, không đầm máu. Dấu hiệu mất nước là tỉnh, uống nước háo hức, mắt không chủng, nếp nhơ mất nhanh. Có hai nhọt, nung mủ cạnh hông môn. Cái gọi được, nhưng mà cái chỗ tiêu lỏng thì người ta gom lại thôi, không có để ngày 1, ngày 2. Tại vì đây là tóm tắt rồi chứ không có đọc lại bệnh sử nữa. Hiểu không? Do đó gom lại. Triệu chứng về tiêu hóa, nôn 4 lần ra sữa bột gà, tiêu lỏng 7 lần, phân nước nào màu vàng, không có mùi, không có đầm máu. Thì người ta gom lại thôi, chứ không có đọc ngày 1, ngày 2 ha. Rồi mấy cái chia thì được. Rồi theo bạn chẩn đoán là gì? Vậy cô là em chẩn đoán là tiêu chảy cấp, không mất nước, nghỉ do otit. Tiêu chảy cấp, không mất nước, nghỉ do vi khuẩn yếm khí. Tiêu chảy cấp, không mất nước, nghỉ do salmonella, non tifi. Hết chưa? Còn hết chưa? Đủ chưa? Dạ, còn gì nữa không? Hết rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, Kim Tho 33 nè. Đây thì Kim dạ, nghe cô ơi. Rồi em theo em thì sao? Bạn tóm tắt cái chẩn đoán vậy em có ý kiến gì khác không? Dạ cô, hay em là cái chẩn đoán khác bạn là chẩn đoán sơ bộ của em là tiêu chảy cấp không mất nước nghỉ do tụ cầu, tiêu chảy cấp không mất nước nghỉ do test, tiêu chảy cấp không mất nước nghỉ do rotavirus. Hết chưa? Hết chưa? Dạ hết rồi cô. Hết rồi. Với nãy có phần tiền sử, tóm tắt phần tiền sử. Và bé có tiêu chảy cấp lúc 5 tháng, có tiêu chảy lúc 5 tháng. Với lại bé này có tiền sử là bú bình, ăn bọt thịt, chỉ rửa bình sữa, không có lục bình, không có rửa tay trước khi cho bé ăn. Rồi đúng rồi, có thêm cái tiền sử. Rồi. Rồi để cô có gọi một bạn nữa. Cẩm Hường nè. Hướng trong ai Hường, Nguyễn Thị Cẩm Hướng. Dạ nghe cô ơi. Rồi ý kiến của em sao về hai bạn hồi nãy chẩn đoán. Nói chẩn đoán đi, tóm tắt thì tương đối được rồi đó. Rồi chẩn đoán. Ý kiến của em về chẩn đoán như thế nào? Cô là em nghĩ là cái này trường hợp này tiêu chảy cấp nghĩ do tụ cầu nhiều, tại vì có hai cái đừng có biện luận bây giờ cô Cúc không có hỏi biện luận, giờ họ cái chẩn đoán. Dạ em nghĩ chẩn đoán của bạn thứ hai ạ. À. Giống chẩn đoán của bạn thứ hai. Rồi có gì khác không? Dạ không. Không. Rồi Nhi nói coi, Nhi 34 nè, 43 đó. Rồi Nhi cho ý kiến giùm cô Cúc coi, chẩn đoán gì được chưa? Dạ theo em là em chẩn đoán là tiêu chảy cấp không mất nước nghỉ do rotavirus. Rồi gì nữa không? Rồi Bá Dương chẩn đoán của em là gì? Dạ cô là em có ý kiến phần tóm tắt các cô.
là em thấy bé này tiêu chảy tổng ngày là 3 ngày lận con, với lại có tình trạng lúc nhập viện là có hai nhọt mủ cạnh hậu môn. Em chẩn đoán là tiêu chảy cấp không mất nước, nghĩ do rotavirus cộng với nhọt cạnh hậu môn, nghĩ do tụ cầu. Cái phân biệt là tiêu chảy cấp không mất nước, nghĩ do vi khuẩn yếm khí cộng nhọt cạnh hậu môn, nghĩ do tụ cầu. Phân biệt cái nữa là tiêu chảy cấp không mất nước, nghĩ do ATS cộng nhọt hậu môn, nghĩ do tụ cầu. Rồi, cảm ơn bạn. Do đó hồi nãy giờ mấy bạn chẩn đoán còn thiếu cái nhọt thì chẩn đoán mấy cái tác nhân đó cũng được, mà thiếu cái nhọt tiêu chảy 3 ngày, 1 ngày 2 ngày 3, nhưng mà tiêu đại trên cô Cúc có 2 ngày để sửa lại ha, phía dưới là ngày 1, ngày 2 và ngày 3, do đó bệnh 3 ngày chứ không phải 2 ngày. Mấy bạn sửa lại cái tiêu đề ở trên cô Cúc 2 ngày mà ở dưới tới 3 ngày đó. Rồi để nữa chỉnh cái đó lại ha. Rồi bây giờ cái như như vậy thì cái tóm tắt thì nhắc lại nè, cái thứ nhất là em bé này trai 6 tháng rưỡi, tổng số ngày tiêu chảy 3 ngày, sốt 39 độ 5, triệu chứng về tiêu hóa nôn 4 lần ra sữa với bọt gà, tiêu lỏng 7 lần, phân nước vàng, không có mùi, không có đầm máu, dấu hiệu mất nước: bé tỉnh, mắt trũng, khát nước uống không, mắt không trũng, khát nước uống không, hức nếp với da mất nhanh, và có 2 cái nhọt nung mủ cạnh hậu môn. Tiền sử thì lúc 5 tháng bị tiêu chảy thì người ta ghi nhận thôi, không cần ghi tóm tắt, tại giờ 6 tháng rưỡi thì nó không có liên quan tới đợt này, nhưng mà nó tiền sử là nó bú sữa bình mà nó không có luộc bình, với lại không có thói quen rửa tay, thì cái đó có thể ghi vô được. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán sơ bộ nè, chúng ta có thể có nhiều cái chẩn đoán ở đây ha. Chẳng đoán cái nguyên nhân có thể chúng ta nêu nhiều cái vẫn được. Tiêu chảy cấp nè, không mất nước, rồi nghĩ do tắc hay rotavirus gì cũng được hết. Nếu mà chúng ta để rotavirus cộng với cái nhọt hậu cạnh hậu môn, nghĩ do tụ cầu, cái nhọt là do tụ cầu chứ không phải tiêu chảy do tụ cầu. Rồi nếu mới rồi bây giờ chúng ta chẳng đóng phân biệt nè, chẩn đoán thứ hai là tiêu chảy cấp không mất nước, nghĩ do ơ tắc, ví dụ vậy. Rồi cái chẩn đoán thứ ba, người ta khuyên mình đưa 3 cái chẩn đoán thì có thể đưa là vi khuẩn yếm khí. Tại sao người ta không chọn Salmonella nông ti phi? Vì ăn uống sữa bé này là bú sữa bình cộng với ăn bột bột gà, có khi nó thay đổi bột cá bột thịt, nhưng mà mấy bữa trước thì nó ăn bột thịt gà, bột tức là người ta chế biến sẵn, thì đưa vi khuẩn yếm khí vô thì nó phù hợp hơn Salmonella nông ti phi. Rồi đó là nêu 3 cái chẩn đoán đó. Thí dụ như lúc đầu bạn ghi là tiêu cho cấp không mất nước, nghĩ do tắc được không, vẫn được, hay vi khuẩn yếm khí gì vẫn được, rồi phân biệt mọc trong 3 cái này, cái nào trước cái nào sau cũng được hết. Rồi giờ tiếp theo là cái phần biện luận. Biện luận thì cái thứ nhất là dựa vào cái gì nói đây là cái tiêu chảy cấp, cái thứ hai dựa vào cái gì nói tiêu chảy này không mất nước. Rồi nguyên nhân tiêu chảy này nghĩ do
tiêu chảy cấp nghĩ do cái rotavirus. Rồi tiêu chảy cấp này nghĩ do protect. Rồi tiêu chảy cấp này nghĩ do vi khuẩn tiếp thị. Rồi chúng ta biện luận cái nhọt này do cái tụ cầu, tại vì một cái nhọt ở ngoài da có khả năng là do tụ cầu hoặc là các nguyên nhân khác, thí dụ như do liên cầu hoặc là tụ cầu, thì chúng ta nghĩ do tụ cầu, lý do nào mà chúng ta nghĩ như vậy. Thì đó là một số cái mà chúng ta cần biện luận trên bệnh nhân này. Rồi bây giờ bạn nào nói cho cô Cúc cái biện luận. Thí liễu có không? Dạ có luôn. Rồi em biện luận Con về hai cái tiêu chảy cấp với cái không mất nước trước đi. dạ cô là bé tiêu chảy 3 ngày với lại 7 lần một ngày nên em nghĩ là bé bị tiêu chảy cấp. Dạ với lại bé không có triệu chứng mất nước. Bé không mất nước Ừ, là nói từ đi bé bạn. chị. Dạ cô là tại bé chị có bé uống nước háo hức không mắc chủng và nếp béo dai mất nhanh nên là em phân loại bé là không mất nước. Nãy em nói tiêu chảy cấp rồi gồm có cái gì? Dạ cô là tiêu chảy cấp là tại bé bệnh bé tiêu chảy 3 ngày và mỗi ngày bé tiêu chảy 7 lần. Ừ, đúng rồi ha. Rồi, cảm ơn bạn nói được rồi đó ha. Thanh Tâm, Trần Ngọc Thanh Tâm. Dạ. Rồi em biện luận cái nguyên nhân của tiêu chảy. Dạ cô là tiêu chảy cấp nghỉ do rotavirus vì bé có sốt cao, có nôn, có tiêu phân lỏng, phân nước vàng, không mùi, không đàm, không đau bụng. Nghỉ do e-test thì cũng giống như vậy. Cũng là trẻ sốt cao, nôn, tiêu tiêu phân vàng, không đàm máu. Nghỉ do vi khuẩn yếm khí là trẻ cũng sốt cao, nôn ói và tiêu phân lỏng. Nghĩ không mà cuối cùng em nghĩ tên cùng lúc ba cái như vậy em loại trừ được, em nghĩ nào cái nào nhiều nhất và cái nào em loại trừ. Dạ em nghĩ có thể là do rotavirus bởi Rồi vì cái không nghĩ hai cái kia là lý do nào để không nghĩ tới? dạ Bây giờ không nghĩ. nghĩ Nói đi, nói cái không nghĩ đi. dạ không nghĩ vi khuẩn yếm khí là tại vì bé nôn ra bột 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 là chế biến sẵn rồi, không ăn vi bột gà đúng không? khuẩn yếm khí rồi. Dạ một gà là em nghĩ là tại vì nó không Ăn phải là ăn đồ hộp. bột là dạng đóng hộp mà phải vậy không? Bột mua người ta đóng hộp đóng gói sẵn về ăn hả? Dạ với lại bé không có đau bụng. Giờ cái gì nữa, không có đau bụng cho nó ăn bột thì không đủ, không được. Bột Dạ. là thuận lợi để nghỉ vi khuẩn yếm khí, đau bột không đau bụng còn gì để nghỉ, không nghỉ vi khuẩn yếm khí nữa ở bệnh nhân này còn nữa đó. Rồi ở tắc thiện sao? Dạ ở test là tại vì bé nếu mà là ở test thì sẽ tiêu chảy nước đục mùi tanh Rồi còn bé đúng rồi, cái gì nữa, nước độc mà tanh. Rồi cuối cùng nghĩ tới cái gì? dạ em nghĩ là có thể là do rota virus bởi vì bé có tiêu chảy phân nước vàng không mùi không đàm máu. Rồi không mùi không đầm máu. Rồi được.
Thanh Thảo, Thanh Thảo. Thanh Thảo có không bạn? Thanh Thảo 33 có không? Ngô Thanh Thảo. Để Thanh Thảo có mà không biết bạn đó nói chuyện không được đó con. Mất hơn vậy người ta làm gì để cho nó học được. Nguyễn Ngọc Hiện. Nguyễn Ngọc Hiện có vô không bạn? Có không? Rồi. Rồi Trần Nhã Khoa có không? Trần Dạ Nhã. có em ạ. Rồi bây giờ em biện luận về cái nhọt này do tụ cầu hay do liên cầu, cái nào nghĩ nhiều nhất? Dạ thưa cô là nhọt ở hậu môn là thường là do liên cầu với hoặc là cụ cầu, mà bé này có khởi phát cấp tính và có sốt cao nên em nghĩ là do cụ cầu ạ. Rồi còn liên cầu thì sao? À, liên cầu thì không có sốt mà bé này thì có sốt cao Rồi gì nữa không? ạ. Dạ em hết rồi ạ. Hết rồi. Thì mà đúng rồi đó, một cái tụ cầu, một cái tụ cầu thường là diễn biến rất là cấp tính, bao giờ nó cũng có sốt cao, có một số trường hợp nó đưa đến cái nhiễm trùng huyết. Do đó còn cái liên. Rồi mấy bạn chờ cô Cúc chút xíu ha. Rồi tiếp tục ha. Một cái nhọt liên cầu thường đa số là em bé nó sẽ không có sốt mà rất là nhiều nhọt. Mà chính vì nó không sốt đó, người ta không có đi khám. Do đó hậu nhiễm liên cầu thì nó sẽ đưa đến là hai cái bệnh hay gặp là bệnh thấp tim và viêm vi cầu thận cấp. Còn tụ cầu thì nó không có đưa đến, nó cũng bị nhọt nhưng mà nó không có tiến triển tới một cái viêm vi cầu thận hay thấp tim. Do đó một cái khi mà em bé nổi một cái nhọt mà nó sốt cao thì thường thường là người ta theo dõi do tụ cầu là nhiều hơn là liên cầu. Rồi như vậy thì cái biện luận chẩn đoán thì để cô Cúc nhắc lại. Tiêu chảy cấp chứ là không mất nước là bạn nói rồi, thì tiêu chảy cấp này nghĩ do rotavirus, vì thứ nhất là em bé này có 6 tháng rưỡi thôi. Cái thứ hai là nó sốt cao 39 độ 5, thứ ba là nó nôn ói, thứ tư tiêu lỏng, phân nước vàng không có mùi và không có đầm máu. Rồi. Và bệnh này diễn tiến được 3 ngày. Rồi trên bệnh nhân này cũng nghĩ tiêu chảy cấp do ơ tắc, vì bệnh nhân có sốt, có nôn, tiêu phân lỏng. Nhưng mà ít nghĩ tiêu chảy cấp vì bệnh nhân này tiêu lỏng, nước phân nó màu vàng, không có đục, không có mùi tanh.
Rồi, còn tiêu chảy nghĩ do vi khuẩn ếm khí, vì em bé này nó cũng có sốt, có nôn, rồi nôn ra sữa và ăn bột vàng, rồi tiêu lỏng 7 lần ngày, rồi có khát nước, nhưng mà ít nghĩ vi khuẩn ếm khí, vì vi khuẩn ếm khí thì phân nước nó sẽ đục mùi tanh và em bé nó sẽ có đau bụng, bệnh nhân này không có. Do đó anh ta niêm một số cái nghỉ và một số cái không nghỉ. Rồi còn cái nhọt này là khi bệnh nhân có nhọt ở cạnh hậu môn mà bệnh nhân sốt rất là cao, do đó nghỉ nhiều do cái tụ cầu. Do đó trong cái chẩn đoán này thì với những cái chẩn đoán này của mình sau phần biện luận thì mình nghĩ nhiều đến một cái tiêu chảy cấp, một cái tiêu chảy cấp không mất nước, nghĩ do rotavirus cộng một cái nhọt hậu môn, nghĩ do tụ cầu. Rồi với những cái chẩn đoán này thì chúng ta sẽ đề nghị xét nghiệm. Đề nghị xét nghiệm gì? Rồi. Hậu hậu Nguyễn Thị Ngọc Hậu, Nguyễn Thị Ngọc Hậu có vô không bạn? Dạ, dạ có, dạ thưa Rồi cô. em, với tình huống này em đề nghị xét nghiệm gì đó, cô có nghe coi. Dạ thưa cô là test nhanh rotavirus. Rồi gì nữa? Cái PCR, cái phân lập virus. Rồi Cái vần lập virus ở đây đâu có làm thì cũng được. dạ công Rồi thức gì nữa? máu, công thức máu, điện giải đồ, Nói đi, đường nói đi. đường huyết, có nhọt thì cái dịch mũ và kháng sinh đồ, soi phân tươi cô. Giảm hết. Ý liệu bạn bạn Hậu đề nghị vậy thì em, ý kiến của em thì sao, có bổ sung gì không? Thí liệu Nguyễn Thị, thí liệu Dạ, em giống bạn. giống bạn không bổ sung. Dạ. Rồi Đặng Thị Cát, y 33. Rồi em có bổ sung gì không? Vô được không bạn? Rồi bạn không vô được. Rồi cái trường hợp này như bạn đề nghị thì nó được nhưng mà chưa đầy đủ, thì cô Cúc nhắc lại. Thứ nhất là công thức máu, thứ hai dây dông đồ CRP đường huyết. Rồi cái nữa là ông ta sẽ làm cấy phân, cấy phân chứ không phải cấy phân lập virus, cấy phân và kháng sinh đồ, tại vì người ta nghĩ rotavirus nhưng mà chưa chắc, cho đó nên tầm soát hết ha. Rồi test nhanh, của cái rotavirus. Rồi cái dịch mũ, mũ này là từ cái nhọt đó, và kháng sinh đồ. Cô
Và khi mà người ta đề nghị xét nghiệm thì cũng nên lý giải cái trường hợp này. Thứ nhất là công đức máu để làm gì, y dông đồ, CRB, đường huyết. Rồi cái phân kháng sinh đồ để làm gì, rồi soi phân tươi. Soi phân tươi tìm gì gây ra, tìm hồng cầu, bạch cầu, amip, ăn hồng cầu. Rồi đó là một số cái xét nghiệm mà chúng ta cần cần làm. Cúc coi cái tình huống này. Rồi. Rồi tới cái đứa này. Sau khi mà đề nghị xét nghiệm sờn thì chúng ta sẽ chẩn đoán lại trước khi điều trị. Thì cái chẩn đoán ta là tiêu chảy cấp không mất nước, nghỉ do rotavirus cộng với cái nhọt cạnh hậu môn, nghỉ do tụ cầu. Rồi giờ chúng ta sẽ đi điều trị. Điều trị thì nó cũng có bốn cái nguyên tắc. Thứ nhất là bù dịch. Rồi bây giờ theo mấy bạn em bé này bù dịch theo phác đồ nào? Lê Quỳnh, Anh Duy. Lê Quỳnh, Anh Duy. Lê Quỳnh, Anh Duy có không? Dạ cô là bù dịch theo phác đồ A. À. Đúng rồi, cụ thể cho làm sao? Dạ cô là bé 6,5 tháng tuổi, cho nên em bù dịch 50 đến 100 ml cho mỗi lần đi tiêu lỏng. Rồi đúng rồi, 50 đến 100 ml cho mỗi lần đi tiêu lỏng. Rồi sử dụng OS loại gì? Dạ. Sử dụng OS loại gì? Loại nào? Dạ cô là pha nước. Tao biết rồi là pha nước, nhưng mà ô rớt loại gì á? Cái nào cũng pha nước hết trơn, bạn cài cái gói bột phải pha nước, hiểu không? Dạ. Rồi em chọn cái gói là có hai loại, chọn cái gói nào pha, cái gói của em chọn pha bao nhiêu nước? Dạ cô là sao? Dạ, không nhớ hả? Dạ không nhớ. Không nhớ, rồi. Cảm ơn bạn. Dạ. Rồi Đức Tính à? Đức Tính 33 nè, có mặt không? Chào cô Cúc, nghe điện thoại cái nha bạn. Rồi Đức Tính có không? Dạ Đức Tính đi đi ra sớm test Covid phải không? Đi ra sớm test rồi, vậy thì để gọi bạn khác ha. Bùi Thanh Nhàn. Dạ em nghe cô ơi. Rồi theo em thì ORS em chọn loại nào? Dạ loại thẩm thấu thấp không cô? Chào cô Cúc nghe điện thoại anh trái nhà.
Rồi tiếp đi bạn. Thì ORS làm độ thẩm thấu thấp thì gói pha nhiêu nước? Dạ, một gói pha với 200 ml nước cơ. Rồi sử dụng được bao lâu cái gói này? Dạ sử dụng trong ngày. Trong ngày là sai rồi. Cái gói ORS mà nồng độ thẩm thấu thấp thì một gói 200 em nói đúng rồi. Nhưng mà sử dụng trong vòng 4 giờ. À, 4 giờ không có 4 đúng giờ. Đúng rồi, trong 4 giờ thôi, sau 4 giờ. Nếu mà nó uống chưa hết gói này mà còn dư thì người ta bỏ, nếu còn ỉa pha gói khác. Còn cái loại ORS chuẩn một gói pha 1 lít nước chín để nguội 1 lít nước lần và sử dụng 24 giờ lần là rồi, được chưa? Dạ. Rồi bây giờ theo em thì với bệnh nhân này nè, cái nguyên tắc thứ hai là mình sử dụng thuốc. Thứ nhất là vấn đề kháng sinh, thì bệnh nhân này theo em có chỉ định cho kháng sinh hay không, nếu có là loại gì? Dạ có, hồi nãy mình có chẩn đoán là nhồi máu tụ cầu, vậy mình sử dụng kháng sinh là lựa chọn là oxacillin đó cô. Rồi cho liều nhiều, đúng rồi đó, cho liều nhiều. Dạ, oxacillin là liều 100 mg trên ký trên ngày chia 2 lần. À, bằng đường gì? Tĩnh mạch chậm. Chậm. Rồi bây giờ cho mỗi lần như bệnh nhân này nặng mấy ký? Bệnh nhân này 8 ký. Ừ, cho lần nhiều. 8 ký cho một lần 400. Ừ. Thì người ta sẽ ghi cái oxacillin loại tiêm thì nó là 1 gram một lọ, do đó người ta sẽ ghi đi lệnh điều trị là oxacillin 1 gram này cho 0.4 gram nhân 2 tĩnh mạch chậm. Rồi theo em cần cho thêm thuốc gì ở bệnh nhân này nữa không ngoài kháng sinh? Dạ kẽm với gì nữa? Bara cho nhiêu ở bệnh nhân này? Dạ bara gói 100 mg. Không có gói 100. Gói 100 không có hà, không có ai sản xuất hết trơn. Có 4 loại gói như ngày hôm qua cô Cúc ghi á. Em chọn cái gói nào? Vậy gói một lần uống một gói 150 con. Bé này nặng 8 kg 6 tháng rưỡi. 150 nhiều không? 150. Nên chọn cái gói nhiều 80 thôi. 80 mg một gói uống, tại vì nó có 6 tháng rưỡi à. Rồi kẽm nhiều, nói đi. Kẽm bé này dưới 2 tuổi. Không có dưới 2 tuổi đương nhiên rồi, nhưng mà cho kẽm không có tính theo dưới 2 tuổi mà là gì? Dưới 6 tháng có dưới. Dưới 6 tháng và trên 6 tháng, không có dưới 2 tuổi. Dạ, dưới 6 tháng, dưới 6 tháng. Bé này trên 6 tháng hay dưới 6 tháng? Cái này 6 tháng rưỡi thuộc nhóm dưới 6 tháng hay trên 6 tháng? Trời dạ ơi. Trên 6 tháng không? Uống lặn nhiều, kẽm. Dạ 20 mg kẽm nguyên tố. Rồi, trên mà bao lâu? Dạ 14 ngày. 20 mg uống tới 14 ngày lần hả? Đúng không? Hai chục mg mà chia tới 14 ngày đúng hay sai? Hậu nói cái hậu, bạn nói vậy đúng hay sai hậu? Dạ thưa cô làm trên một ngày. Đúng rồi, một ngày nhân đúng rồi nhân 14 ngày. Dạ. Chứ không phải 20 mg mà trong 14 ngày là không được. Rồi do đó người ta sử dụng cái kẽm, cảm ơn bạn Rancin Q. Là 20 mg kẽm nguyên tố một ngày, thì cái tên biệt dược của nó là Racin Q 5 ml chứa 10 mg. Do đó một ngày uống 10 ml, người ta chia làm hai hoặc một lần cũng được. Rồi cảm ơn bạn nha. Rồi cái vấn đề thứ ba là dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì bệnh nhân này là tiếp tục cái gì? Bú sữa, tiếp tục bú sữa, bú sữa bình cộng với ăn bột tiếp tục.
một ngày 3 6 tháng rưỡi thì ăn 3 lần, lần 3 phần 4 đến một chén. Nhưng mà trong cái chế độ ăn thì ngoài ăn cái đó ra, tao khuyên bà mẹ thêm cái gì nữa? Khi mà cái em bé này có tiền sử là bị tái phát một đợt rồi, bây giờ lần thứ hai, và nó bả em bé này tiền sử là bú bình không có bú mẹ, do đó người ta hướng dẫn bà mẹ thêm về cái vệ sinh bình sữa và phải rửa tay trước khi chế biến nước ăn, trước khi pha sữa thì nó thêm cái khâu đó để hạn chế cái tái nhiễm. Rồi cái thứ tư là người ta theo dõi. Đối với em bé này thì theo dõi về cái nhiệt độ, tính chất phân để xem coi sốt giảm chưa, tiêu phân này nó giảm chưa, rồi theo dõi các dấu hiệu đánh giá mức nước và theo dõi toàn trạng chung, tức là dấu hiệu sinh tồn mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở luôn. Tại vì em bé này nó có một cái nhọt do tụ cầu thì có khả năng nó đưa đến cái nhiễm trùng huyết nữa, do đó người ta phải theo dõi thêm cái đó. Rồi đó là cái điều trị bệnh này. Thì mấy bạn có thắc mắc gì về trường hợp này không? Dạ cô ơi, cho em hỏi lại cái chỗ chẩn đoán nha cô. Ừ, nói đi bạn. Dạ em hỏi lại cái chỗ mà nhọt mà nghĩ do tụ cầu á cô. Ví dụ như mà em bé này sốt không phải do tụ cầu mà là sốt vì do rotavirus thì mình có việc gì là nghĩ nguyên vào không? Rotavirus đó, rotavirus thì tới ngày thứ ba sốt nó giảm rồi, mà ngày thứ ba sốt lại tăng lên. Ỉa thì Dạ. không có nhiều mà sốt lại tăng lên, mà nó có cái nhọt. Dạ. Rotavirus thì sau 3 ngày là nó hết sốt, mà bây giờ Dạ. tới ngày thứ ba sốt nhiều hơn 2 ngày đầu nữa. Thì Dạ. rotavirus thì ngày đầu sốt cao, 2 ngày sau nó giảm đi mà giờ nó tăng lên, thì không phải cái sốt này do rotavirus mà có thể do cái nhọt gây nên. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn cô. Em còn hỏi nữa là Nói ví đi. dụ như mà mình cho em bé này oxacillin á, cô mà có bắt buộc là phải cho tĩnh mạch chậm không? Mình có cho uống được không cô? Uống được nhưng mà 6 tháng rưỡi cái viên oxacillin nó đắng mà hôi, sao không uống nổi được. À, Pha dạ. ra em uống em còn uống không được nữa, nói làm chi nó. Dạ. Dạ. Rồi, em cảm ơn Không? cô. Dạ Cái em hiểu. uống được nhưng mà sao? Cái viên oxacillin mấy bạn có thấy lần nào chưa? Dạ Vừa chưa ạ. đắng mà vừa hôi. Mở ra coi mấy bạn lớn, mấy bạn uống nguyên viên thì không có vấn đề gì, nhưng mà mở cái bọt ra đắng mà hôi thì không thể nào uống được, ối như là tới mắt xanh luôn. Dạ. Rồi còn hỏi gì nữa hết? Dạ cảm ơn cô. Rồi bây giờ người ta tình huống thứ hai, mấy bạn thấy cái tình huống thứ hai chưa? Thấy chưa, cô cốt lên rồi đó, thấy chưa? Dạ thấy rồi cô ơi. Rồi bây giờ đọc cái tình huống này ghi tóm tắt giống như hồi nãy nha. Alo. Đang còn gì giao được chị? Rồi, chờ chút xíu nha. Rồi rồi rồi, nhắn tin rồi thì chừng nào đấy.
6 giờ sáng mà. Giờ này là 6 giờ sáng sáng mai á hả? Rồi ngày mai ghé lấy, rồi nhắn tin gọi vào để chút cũng cũng mở ra nha. Rồi vậy nè. Rồi được. Rồi cô cũng gây ra hết không rồi, để nha.
Rồi xong chưa mấy bạn ơi? Tóm tắt xong chưa? Xong chưa mấy bạn? Dạ được rồi cô. Được rồi ha. Rồi bạn nào tóm tắt cho cô Cúc cái album 33 trước đi. 33 cái bạn nào miss Hư không biết. Đỗ Thị Thảo miss có Hư không? Thảo này vô được không? Lê Nguyễn Đức Hạnh. Dạ anh Hạnh anh đi cắt chỉ cho cha ảnh rồi cô. Rồi vậy thì kêu bạn khác ha. Hoàng Quanh. Nguyễn Hoàng Quanh. Dạ có em cô ơi. Rồi tóm tắt cho cô Cúc coi. Cô em tóm tắt là bé trai 7 tháng tuổi, tiêu chảy ngày 2, sốt 39 độ 5, triệu chứng tiêu hóa là nôn ói, tiêu lỏng, đầm máu, khóc sau khi tiêu. Chờ cô Cúc nghe điện thoại cái nha bạn. Rồi tiếp theo đi bạn. Dạ triệu chứng tiêu hóa là nôn ói, tiêu lỏng, đầm máu, khóc sau khi tiêu. Triệu chứng hô hấp là ho, chảy nước mũi, phổi ran ngáy, ran ẩm, nhỏ hạt hai bên. Dấu hiệu mất nước là trẻ tỉnh, không ly bì, không vật vã, uống nước háo hức, mắt chuẩn, nếp béo da, mắt nhanh. Dạ hết rồi cô. Rồi nói được mà còn thiếu ha. Rồi giờ cô Cúc nhắc lại nè, tổng số em bé này, bé trai 7 tháng nặng 8 kg, tổng số ngày tiêu chảy là 2 ngày, sốt 39 độ 5, triệu chứng tiêu hóa là nôn 5 lần, mở ngoặc ra sữa với bọt gà đóng ngoặc, tiêu lỏng 10 lần, có đầm máu, khóc khi đi tiêu. Dấu hiệu mất nước, em bé tỉnh, khát nước, mắt trũng, nếp với da mất nhanh. Rồi triệu chứng về hô hấp: ho nhiều, chảy nước mũi, nhịp thở 56 lần một phút, phổi ran ngáy, ran ẩm, nhỏ hạt hai bên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chẩn đoán cái này là cái gì ha.
À, kim chi có đi chống dịch không? Dạ không coi. Rồi em chẩn đoán cái này là cái gì? Em chẩn đoán là lỵ nhảy do rotavirus. Lỵ mà do rotavirus. Hồi nãy tình huống là tiêu lỏng nước không có đầm máu là tiêu chảy cấp rotavirus, mà lỵ mày có do rotavirus không? Bây giờ em kể đi các tác nhân gây lỵ mà học ngày hôm qua đó, kể cho cô Cúc nghe coi còn có cái gì. Trường Tác hợp nhân này là gây do lỵ cho Shigella cô. lỵ. Rồi gì nữa? Đúng rồi đó, gì nữa? Shigella thứ hai. Lý do gì? Rồi không có Salmonella, Salmonella nam ti phi, rồi cái gì nữa, Campylobacter. Campylobacter, cái đuôi sao lại vậy? Xe đi với cô. Geni trong vai Geni, trời ơi, rồi gì nữa? Attack. Tắc mà gây lỵ là sai nữa rồi, coi bài lại Lý nha. do amip. Rồi amip, rồi thôi được, cảm ơn bạn. Đọc bài lại nha. Thứ nhất là bạn phải xem lại các tác nhân gây tiêu phân lỏng nước gồm có cái gì, rồi những cái tác nhân mà gây lỵ gồm có cái gì ha. Rồi cảm ơn bạn. Rồi Nguyễn Thị Trang Thơ ở bên 44 là có không? Dạ có em cô Rồi ơi. em chẩn đoán bệnh nhân này là cái gì, nãy giờ có theo dõi được không? Dạ có. Rồi chẩn đoán. Dạ em chẩn đoán sơ bộ là hội chứng lỵ có mất nước, nghĩ do Shigella cộng viêm tiểu phế quản. Tiểu phế quản hả? Dạ tại Rồi vì phân biệt với gì? dạ phân biệt với lại hội chứng lỵ có mất nước nghĩ do Salmonella cộng mà viêm tiểu phế quản. Salmonella không thì chưa đủ, mà Salmonella cái đuôi sao phải ghi vô. Salmonella nam ti phi Rồi cộng với vậy. cộng với viêm tiểu phế quản. Rồi bây giờ cô Cúc hỏi em nè, tiểu phế quản là tổn thương tới đâu của cái đường hô hấp? Dạ tổn thương tới đường tổn thương tới 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 tiểu Tiểu phế quản. tiểu phế quản là những cái nhánh phế quản nhỏ chứ gì, tiểu là nhỏ chứ gì nữa, là những nhánh phế quản nhỏ nó tổn thương tới phế nang chưa? Dạ chưa. Chưa. Bây giờ khi mà người ta đặt ống nghe vô nghe phổi có hai cái nhóm ran, đó là ran phế quản và ran phế nang. Thì em kể đi, ran phế nang gồm có ran gì với ran gì? Dạ ran phế nang là có ran ẩm, Ran ẩm gì? ran ẩm nhỏ hạt. Rồi bệnh nhân này có ran ẩm nhỏ hạt không? Dạ Có không? dạ có ran ẩm nhỏ hạt hai bên với Rồi ran ấy. rồi vậy tổn thương tới phế quả nang chưa? Dạ Đó rồi. chưa? Rồi Dạ như rồi. vậy chi phế quản, tiểu Dạ không. phế quản đủ không? Không, là cái gì nói lại. Viêm phế quản phổi. Đúng rồi, viêm phế quản phổi với tiểu phế quản thì chưa đủ nha, Dạ. tức là nghe phổi ranh ngáy là phế nang, ranh ẩm mà nhỏ hạt là tổn thương, ranh ngáy là tổn thương phế quản, ranh ẩm nhỏ hạt là phế nang. Tổn thương vừa phế quản phế nang thì phải chẩn đoán là viêm phế quản phổi chứ không có tiểu phế quản, hiểu không? Dạ. Rồi rồi cảm ơn bạn ha. Rồi do đó với cái trường hợp này thì chúng ta sẽ chẩn đoán sơ bộ. Sơ bộ có nghĩa là anh ta chưa có cận lâm sàng hội chứng lỵ ha, hội chứng lỵ có mất nước.
nghĩ do suy danh la rồi cộng với lại cái viêm với quản phổi rồi chẩn đoán phân biệt hội chứng lỵ. Hội chứng lỵ nghĩ do bỏ cái mất nước ha. Ghi Salmonella nông ti phi được không? Cô Cúc nên chọn là cái Campylobacter đi. Tại vì đứa này nó không có ăn hải sản. Hội chứng lỵ nghĩ do Campylobacter jejuni. Rồi cộng với viêm phế quản đó là cái chẩn đoán thứ hai, rồi ghi vô cái dấu hiệu mất nước cũng được, người ta nêu hai cái chẩn đoán. Rồi với những cái chẩn đoán này thì trong cái phần biện luận nè, rồi biện luận thì cái thứ nhất thì dựa vào cái gì để nghĩ đây là cái hội chứng lỵ ha. Rồi cái dấu hiệu nào nói bệnh nhân này là có mất nước nè. Cái thứ ba, hội chứng lỵ này nghĩ do Shigella. Và cái hội chứng lỵ này nghĩ do Campylobacter jejuni. Rồi chúng ta phân biện luận cái phần viêm phế quản phổi ở bệnh nhân này, để tìm nguyên nhân luôn cũng được luôn. Rồi đó là những cái phần ta cần biện luận cho cái tình huống này. Rồi bạn nào biện luận cho cô Cúc coi. Phúc Dĩnh, Phúc Dĩnh có không? Trần Phúc Dĩnh. Dạ em nghe cô nghe. Bây giờ em biện luận cái hai cái đầu, hội chứng lỵ với có mất nước. À, hội chứng lỵ là nó có đi phân lỏng đàm máu và nó có đau bụng. Khóc khi đi tiêu rồi có sốt cao. Không cần ghi cái sốt, tại vì hội chứng lỵ là bạn nói được rồi đó. Tại vì bệnh nhân này tiêu lỏng 10 lần có đầm máu, khóc khi tiêu vậy là đủ rồi. Có mất nước. Có mất nước là nó có 2 trong 4 dấu hiệu là uống nước héo hức với lại mất chủng. Rồi đúng rồi đó, cảm ơn bạn Nguyễn Thiên Kim. Ý đá Thiên Kim nè, Thiên Kim nói cho bạn. Em nói thì cái phần nguyên nhân của lỵ. Dạ, với cô là nghĩ do Shigella là do bé 7 tháng tuổi, sốt cao, nôn ói, nôn ra sữa với bột gà, tiêu phân lỏng có đầm máu, khóc khi tiêu. Ít nghĩ do Campylobacter là tại vì bé không có mệt mỏi, lừ đừ với lại khóc nhiều cô. Rồi được, còn cái nữa là cái gì nữa? Tại vì tiêu đầm máu của bệnh nhân này xuất hiện ở ngày thứ nhất. Dạ yeah. Hiểu không? Rồi thêm yeah. Cái nữa là cái rồi được rồi, cảm ơn bạn. Rồi bệnh nhân này khi mà biện luận á thì chúng ta sẽ nói đầy đủ hơn là trên bệnh nhân này có hội chứng lỵ nghĩ do Shigella vì em bé này có 7 tháng khởi phát cấp tính là có 2 ngày sốt cao, nôn ói là tiêu lỏng có đàm máu, khóc cứ đi tiêu và có biểu hiện có mất nước. Rồi trên bệnh nhân này cũng nghĩ tới cái lỵ do Campylobacter jejuni thì chúng ta cũng nêu bé này 7 tháng khởi phát cấp tính, sốt cao, nôn ói, tiêu lỏng có đàm máu, khóc khi tiêu có mất nước, nhưng mà ít nghĩ tới trên bệnh nhân này là vì cái tiêu đàm máu nó xuất hiện ở ngày 1. Hơn nữa bệnh nhân này nó không có
và quả kích thích không có lờ đờ, do đó ít nghĩ tới. Rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái viêm phế quản phổi nha. Trang đài, trang đài có không hay đi chống dịch? Gió ngập trang đài. Dạ, dạ có em coi. Rồi em biện luận về cái viêm phế quản phổi. Dạ, trẻ có sốt 39,5 độ, nhịp thở có nhanh 56 lần trên phút. Trẻ không ly bì, không cần phải kích thích. Nghe phổi thì có phổi có ranh ngáy, ranh nhỏ hạt hai bên. Ranh ẩm nhỏ hạt. Em phải nêu thêm cái triệu chứng cơ năng là bệnh nhân này ho nữa. Dạ, bệnh nhân có ho, có chảy nước mũi. Rồi, đúng rồi. Tức là người ta nêu cái phần đó lên. Bệnh nhân này, tức là người ta chỉ nói cái viêm phế quản phổi thôi, chưa biện luận nguyên nhân đó. Rồi, cảm ơn bạn. Vì bệnh nhân này có ho nhiều, nè, có chảy nước mũi, thở nhanh, nghe phổi có ranh ngáy, ranh ẩm nhỏ hạt hai bên. Tại đó nghĩ nhiều cái viêm phế quản phổi. Còn cái tác nhân thì chúng ta chưa bàn. Rồi bây giờ tới đề nghị xét nghiệm. Đề nghị xét nghiệm thì trên với cái tình huống này thì chúng ta đề nghị xét nghiệm gì? Lê Trần Nhật Tâm vô được không? Y 33. Dạ được cô ơi. Rồi theo em xét nghiệm gì nói đi bạn. Được cô, theo em là cho công thức máu, đi ông đồ. Rồi. Rồi phân, cấy phân, lại đường huyết, kháng sinh đồ. Cho phân, cấy phân, rồi đường huyết, cái kháng sinh đồ. Người ta phải nói hết câu. Cái phân và kháng sinh đồ, đường huyết ở đâu mà kháng sinh đồ, được ha? Rồi gì nữa? Nghĩ cho gì nữa? Ít quan gì mới được? Ngực thẳng luôn. Hả? Quan ngực thẳng. Ít quan ngực thẳng, rồi. Ít quan tim phổi đó. Dạ, dạ. Tại vì ít quan có nhiều cái. Gì nữa? Vô đủ. Sau phân tươi thì hồng cầu, bạch cầu, da nếp ăn hồng cầu. Dạ em nghĩ như đó rồi. Nghĩ như đó rồi. Ngọc Nữ có không? Cảm ơn bạn Ngọc Nữ. Cho mẹ nè. Dạ có cô. Rồi em đề nghị thêm gì không? Bạn vừa ghi đó. Đề nghị thêm gì không? Dạ. Em đề nghị thêm siêu âm ạ. Em có siêu âm vậy mới được, phải nói tên siêu âm. Siêu âm bụng tổng quát. Đúng, đúng rồi, siêu âm bụng tổng quát ha. Dạ. Rồi được rồi, cảm ơn bạn, thêm cái siêu âm nó mới đủ ha. Rồi cô có quay lại xét nghiệm đề nghị công đức máu. CRB, y dông đồ, đường huyết. Rồi siêu âm bụng. X-quang. Tim phổi hay là ngực thẳng thì cũng được hết. Soi phân tươi. Tìm hồng cầu, bạch cầu, amip ăn hồng cầu, cấy phân. Nhà kháng sinh đồ. Rồi như vậy thì sau đó thì chúng ta sẽ chẩn đoán rồi mới đi điều trị ha. Như vậy thì chẩn đoán chúng ta là bị cái gì nhiều, chúng ta ghi lại cái chẩn đoán sơ bộ hồi nãy. Ở chứng lỵ có mất nước, nghĩ do si là viêm phế quản phổi.
Nãy gây mất tiêu rồi. Rồi, hội chứng lỵ có mất nước nghỉ da xin là cộng với viêm phế quản phổi ha. Rồi, với chẩn đoán này thì chúng ta sẽ đi điều trị. Thì nó cũng có bốn nguyên tắc điều trị như hôm rồi chúng ta học. Thứ nhất là phải bù dịch. Bù dịch thì theo mấy bạn nghĩ bù dịch theo phát đồ gì? Linh Phụng, Linh Phụng đó. Dạ có em cô ơi. Phát đồ gì đây bạn? Dạ em cô là phát đồ B. Rồi cho liệu sao? Dạ liệu uống 75ml trên 1kg. Mà em bé này 8kg. Em ký trong thời gian bao lâu? Dạ trong 4 giờ. Trong 4 giờ bệnh nhân này 8kg cho uống dung dịch ORS là nhiêu? Dạ 8kg nhân 75ml là 600ml trong 4 giờ. Chị rồi, trong 4 giờ. Có ghi chữ uống nữa nè. Rồi. Rồi cảm ơn bạn, để cô kêu cái bạn khác. Trà My có không? Trà My. Trà My. Dạ có, em nghe cô. Rồi theo em chọn kháng sinh nào để điều trị cho bệnh nhân này? Thôi cô, là em nghĩ là Ciprofloxacin. Rồi Ciprofloxacin thì để điều trị cái gì? Cô là điều trị cho Shigella, lỵ do Shigella. Ừ. Còn viêm phổi thì dùng gì? Viêm phổi thì em nghĩ là do dùng Cefotaxim. Hai thứ. Alo. Kháng sinh luôn được không? Hai thứ kháng sinh luôn hả? Dùng kháng sinh kết hợp được không cô? Được nhưng mà không nên. Rồi thôi được rồi. Thanh Hà có không? Thanh Hà đi chống dịch rồi. Thì bạn nào không có đi chống dịch nè. Đức Hạnh có chống dịch không? Dạ Đức Hạnh nãy thôi anh lo cho cha anh bị tai nạn, anh cắt chỉ. Cha anh bị rồi, đi cắt chỉ chưa có gì à. Đức Tính. Đức Tính à. Dạ Đức Tính nãy đi khách hàng đi test Covid sớm á cô. Đi test là khóm mà quên nữa chứ. Rồi ông Văn Nguyễn có đi chống dịch không? Không. Đi đâu? Ông dạ, Văn Nguyễn cô có không? Dạ, rồi thấy em nên chọn kháng sinh nào? Bạn kia đi cho là Cipro với Cefo thì ý kiến của em sao? Dạ đâu cô, là nghĩ nên dùng kháng sinh phổ rộng. Phổ rộng là kháng sinh gì? Nói đi. Dạ đâu cô, là dùng cái thằng Cefotaxim đó cô. Cái thằng hoài vậy. Cefotaxim thì điều trị dạ. Được cái gì theo em nói coi, trường hợp này bệnh nhân mình vừa bị hội chứng lỵ vừa bị viêm dạ. Phế quản phổi và nó nên chọn kháng sinh nào điều trị được cả hai thì tốt hơn. Dạ. Còn không có đường nào để chọn một kháng sinh thì bắt buộc mình phải cho hai, tùy theo cơ sở y tế của mình được không? Dạ. Rồi, do đó trường hợp này Cefotaxim thì điều trị viêm phổi thôi chứ chưa có điều trị được cái lỵ. Dạ. Rồi, do đó rồi, cho gì nói coi. Bá Dương nói coi. Xếp kia dòn. Đúng rồi, cho. Đúng, xếp kia dòn thì được rồi ha. Xếp kia dòn thì điều trị được vừa lỵ do Cienla mà điều trị được cái viêm phổi luôn. Nhà đó Cefotaxim thì theo mấy bạn thì cho liệu không sao?
100mg trên ký trên ngày, tức là chậm. Đúng rồi, cho một lần hoặc chia làm hai. Do đó cái safety bé này 8kg. Đúng rồi, 8kg thì chúng ta sẽ cho 0.8g tĩnh mạch một lần cũng được luôn, hoặc nếu chia làm hai 0.4 × 2. Còn giả sử thí dụ như cơ sở y tế mình mà ở tuyến huyện đi không có safety mà có Cipro, có Cipro được không, vẫn được, thì chọn hai cái đó vẫn được, một cái điều trị Cipro, cái điều trị viêm phổi. Còn nếu có cả ba như thế này thì nên chọn cái safety một thứ thôi, được chưa? Rồi cho thêm gì nữa bạn, ngoài cái safety cho thêm gì ở bệnh nhân này? Đang sốt bao nhiêu độ? Paracetamol. Rồi hàm lượng nhiêu? Gói hàm lượng nhiêu? 80mg một gói. Rồi cho thêm gì nữa nói luôn. Kẽm gì? Cetuquil gì? Kẽm. Razinquil. Trời, nó chưa có thuộc nữa nè. Cho nhiêu ml ngày nữa coi? 5ml. Nhân 2 lần. Rồi 5ml nhân 2 lần uống. Rồi. Rồi cảm ơn bạn. Rồi tiếp theo là cái đó nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ ba là dinh dưỡng. Thì chúng ta vẫn tiếp tục cho bệnh nhân bú sữa và ăn bột. Thì bé này cũng 7 tháng thì ăn một ngày phải 3 lần à. 3/4 đến 1 chén. Rồi cái thứ tư là theo dõi. Theo dõi tính chất phân và theo dõi cái đi tiêu đầm máu mỗi ngày bao nhiêu lần, theo dõi nhiệt độ và theo dõi các dấu hiệu để đánh giá mức nước sau 4 giờ. Tại vì người ta cho phát đồ B là trong 4 giờ, thì sau 4 giờ người ta đánh giá lại tình trạng mức nước của bệnh nhân. Theo dõi luôn cái tình trạng bụng. Tại vì nó đi cầu, nó khóc khi đi tiêu, nó có biểu hiện đau bụng để theo dõi thêm. Đó là hết cái phần cái tình huống này. Mấy bạn có thắc mắc gì không thì mấy bạn hỏi. Dạ cô, em thấy em bé có ho cô, mình có cho uống siro ho không cô? Được, quên đó, nãy cô Cúc quên đó, chỗ siro ho thì có thể mình chọn cái siro mà ho Atet. Thì uống lần 2.5ml ngày 3 lần. Cái này nó chỉ có thở nhanh thôi, nhưng mà nó không có khò khè, không có gì nhiều. Do đó ta cũng chưa cần cái thở khí dung. Uống thêm cái ho Atet luôn được. Ho thảo dược, không có ho Atet thì người ta xài thảo dược khác. Tùy theo cơ sở y tế mình có cái gì mình sử dụng cái đó. Rồi còn gì nữa, mấy bạn hỏi gì trên tình huống này hoặc là tình huống lúc nãy cũng được nha. Vậy cái tác nhân viêm phế quản phổi ở bệnh nhân này mình nghĩ nhiều cái gì con? Tác nhân này thì chưa nghĩ, có thể là phế cầu, có thể HI gì cũng được. Tại vì bệnh nhân bị viêm phổi thì dù cho tác nhân gì thì bắt buộc phải cho kháng sinh ngay từ đầu. Yeah. Thì ở đây bệnh nhân của mình chủ yếu là tiêu chảy kết hợp với viêm phổi. Còn nếu mà nó ở trên khoa hô hấp, nó viêm phổi đơn thuần không, thì thường là người ta làm thêm cái xét nghiệm cấy cái dịch ở họng, hầu họng để mà tìm cái tác nhân gây bệnh nữa. Còn ở đây chỗ khoa tiêu hóa, do đó mình không có làm cái đó, cũng hạn chế làm. Khi nào mà điều trị cái lị mà nó ổn định mà viêm phổi nó chưa hết thì chuyển nó hô hấp và cấy cái dịch ngoái họng đó, thì cái xét nghiệm NTA để điều trị cho bệnh nhân thêm để xem cái tác nhân. NTA là xét nghiệm gì cô? NTA tức là cái dịch hầu họng để tìm cái tác nhân gây viêm phổi, chứ người ta không có điều kiện để đặt cái ống mà lấy cái dịch của phế quản để mà đi soi cấy thì không có làm được, rất là khó làm. Dạ.
Rồi mấy bạn có hỏi gì không thì hỏi đi. Hôm nay thì cô Cúc đưa cho mấy bạn là bốn cái tình huống. Thì hai tình huống đầu thì đơn thuần thôi, hai tình huống sau là bệnh phối hợp tiêu chảy hoặc là phối hợp với một số cái bệnh khác, thì mấy cái này là thực tế hay gặp ở chỗ khoa tiêu hóa. Rồi thành ra đây là một số kiến thức rất là cơ bản để mấy bạn đi lâm sàng, mấy bạn bổ sung thêm. Thì khi mà ở đây cô Cúc đã nói cơ bản mấy cái phần này rồi, tới tháng 11 mấy bạn thực tập lâm sàng thì không có nhắc lại. Thì mấy bạn khám trên người bệnh, rồi khám bệnh, rồi làm bệnh án, rồi tóm tắt bệnh án và người ta điều trị, hướng dẫn bệnh nhân trên cái bệnh phòng theo kiến thức mình đã học. Chứ cô Cúc không có nhắc lại mấy cái phần này nữa nha. Về mấy bạn phải coi bài. Tại vì khi học cái này mấy bạn còn đi thực hành lâm sàng nữa, chứ không phải học nhiều là hết. Cô ơi, em hỏi là cái nguyên tắc bù dịch lúc đầu đúng không? Là cái gì sao bạn? Cứ hỏi đi nói. Trẻ bị béo phì, trẻ béo phì mà có tiêu chảy cắt mất nước nặng đó, thì mình lấy đâu về cân nặng chuẩn cho bù dịch hay là có tiêu chảy là được rồi cô? Sao hỏi vụ gì? Là trẻ bị béo phì mà có tiêu chảy cấp mất nước nặng, là mình mới đưa về cân nặng chuẩn hay là trẻ béo phì có mất nước, có tiêu chảy mất nước là mình phải đưa về cân nặng chuẩn để bù dịch, hay là mất nước nặng? Hồi nãy cô có hướng dẫn cái phần đầu bạn có nghe không? Dạ có, nhưng mà có mất nước hay là mất nước nặng gì đều phải đưa về cân chuẩn. Tức là những cái trường hợp mà phải bù dịch á, những trường hợp phải bù dịch không riêng gì tiêu chảy, mà có thể một cái sốc sốt xuất huyết hay một cái nhiễm trùng huyết nào đó mà có bù điện giải, có bù điện giải, thì người ta lấy cái không, ở những trẻ béo phì thì không có lấy cái cân nặng hiện tại mà tính theo cân nặng chuẩn như hồi nãy, phác đồ B, phác đồ A, phác đồ B hay phác đồ C trong tiêu chảy thì cũng phải đưa về cân nặng chuẩn theo cái chiều cao nó đang có, chứ không phải mất nước nặng không. Dạ, hiểu hiểu không bạn? Dạ, có truyền dịch điện giải là phải tính lại cái cân nặng chuẩn so với chiều cao đó đang có để chúng ta bù dịch. Rồi có hỏi gì nữa không? Chị. Dạ cho em hỏi con. Dạ ví dụ con ca mà cha em bé ẵm em bé vô cấp cứu mà không biết em bé đã đi tiêu bao nhiêu lần trước đó, mà có tiêu phân ra máu á con, thì mình có loại trừ với bệnh gì được không con? Hay là chỉ nghĩ tiêu máu rồi nhưng mà có nước, có đàm, có gì không? Dạ tiêu máu có đàm nước luôn con. Có đàm, có nước, rồi có sốt cao không? Dạ có sốt luôn. Có sốt cao thì đó là triệu chứng hội chứng lỵ rồi. Còn những cái trường hợp mà nếu mà nó đi tiêu phân có máu không à, mà không có sốt không cái gì, thì chúng ta phải tìm nguyên nhân khác ngoài cái lỵ. Ví dụ như em bé nó bị cái gì, nó bị một cái lầm ruột chẳng hạn, rồi thì những cái nguyên nhân mà tiêu phân có máu, tại vì cái phần này nó không có thuộc về cái gì, cái mục tiêu của mấy em năm thứ tư tới năm thứ sáu mới học cái bài gọi là xuất huyết tiêu hóa. Thì trong đó xuất huyết tiêu hóa thì xuất huyết tiêu hóa trên, xuất huyết tiêu hóa dưới. Nếu xuất huyết tiêu hóa dưới thì em bé nó sẽ tiêu phân có máu. Như vậy trước một trường hợp tiêu phân có máu thì những nguyên nhân nào nó gồm có cái gì? Thứ nhất là các nguyên nhân của hội chứng lỵ như mà anh ta đã học nè. Cái thứ hai là cái gì? Lầm ruột nè. Rồi thứ ba là cái polyp nè.
đại trực tràng. Polyp đại trực tràng. Thứ tư, có khả năng là bệnh nhân bị táo bón rồi nứt rách hậu môn. Rồi, hoặc có khả năng là gì nữa? Viêm ruột hoại tử. Rồi, có khả năng là gì? Bệnh nhân bị chảy. Rồi, có khả năng là gì nữa? Nhiễm dung mốc. Rồi, có khả năng là gì nữa? Dị ứng với sữa. Nguyên nhân có rất là nhiều cái nguyên nhân khác ngoài cái lị. Rồi, thí dụ như bây giờ bệnh nhân bị lầm ruột đi, thì những triệu chứng nào trên lâm sàng ta nghĩ đây là lầm ruột đó. Còn lị thì chúng ta đã học rồi ha, triệu chứng nào để nghĩ đây là cái lầm ruột. Thì lầm ruột là một cái cấp cứu ngoại khoa gọi là khẩn cấp, thường là biểu hiện trong vài giờ là bệnh nhân đã đến với mình rồi. Cái thứ nhất là nó có nôn ói rất là nhiều lần. Cái thứ hai biểu hiện cái đau bụng. Thì cái đau bụng này là đau quanh vùng rốn, đau từng cơn từng cơn. Biểu hiện cơn đau bụng là em bé nó khóc thét từng cơn. Và cái những cái triệu chứng thứ ba là tiêu máu. Tiêu máu thì thường thường là chỉ là máu thôi, chứ không có phân, không có đạm, không có nước gì lẫn hết. Mà một vài lần trong 24 giờ thôi, chứ không phải nhiều lần. À, nếu mà thể điển hình nó có nôn ói, nó đau bụng, tiêu máu mà thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi là nhiều, trẻ lớn vẫn có nhưng mà tỷ lệ nó thấp. À, và trong vài tiếng mà đau bụng nó đau dữ dội, nó vã mồ hôi, tay chân nó lạnh ngắt luôn. Qua cơn thì nó đỡ, rồi sau đó nó đi tiêu có máu. Chứ máu lúc đầu là màu đỏ, sau đó nó sẽ đỏ bầm nếu cái lòng ruột này xuất hiện muộn. Rồi thì chúng ta sẽ đi khám bụng, tìm cái khối lòng. Rồi, khám bụng tìm khối lòng thì rất là khó. Nhưng mà thăm trực tràng. Thăm trực tràng nếu mà lòng ruột thì cái trực tràng này nó sẽ rỗng. Rút khi mà thăm vô chúng ta rút ra thì nó có máu dính răng. Có máu dính vô răng, đó là nghĩ tới lòng ruột. Thì để chẩn đoán xác định thì thường hiện nay người ta siêu âm bụng. Siêu âm bụng thì sẽ thấy được cái khối lòng và can thiệp ngoại khoa là cho tháo lòng. Khi mà tháo lòng không có thành công thì người ta mới đi phẫu thuật. Còn cái polyp, cái polyp đại trực tràng á, thì thường thường là cái biểu hiện lâm sàng thì em bé nó sẽ đi cầu có máu, tức là em bé nó vẫn đi bình thường, sinh hoạt hàng ngày bình thường, không đau bụng, không sốt, không có gì hết. Rồi vài ngày nó có một lần nó đi có máu, tức là đi tiêu phân bình thường, máu nó nhiễu giọt sau cùng ở dưới vòng cầu hay là dưới cái bô, nó tách riêng ra, nó không có dính liền theo phân gì nữa hết. Và vài ngày nó có ngày mà có khi nó kéo dài mấy tháng. Và trường hợp này thì chúng ta cho gửi đi qua bên ngoại khám để chúng ta nội soi đại trực tràng, sẽ thấy được cái polyp đã cắt ra thì nó sẽ hết. Còn trường hợp táo bón, táo bón thì một tuần á, mà em bé nó đi cầu có 2 lần trong một tuần thì gọi là bón. Và khi nó bón thì nó rặn để nó tống cục phân ra ngoài, thì cái máu nó mao mạch hậu môn nó vỡ, nó dính theo cục phân nhiều nữa, nó cũng nhỏ giọt máu đỏ tươi giống như trong cái polyp đại trực tràng vậy đó. Đó thì trường hợp này, cái bón này thì do cái chế độ ăn hoặc là do một số bệnh lý nó gây nên táo bón. Do đó đừng có để em bé bón thì nó không có ỉa máu. Có nhiều phụ huynh dẫn em bé vô khám vì nó ỉa máu, chảy máu đít luôn,
và nó rặn cái nó nứt rách hậu môn luôn. Và chính vì mỗi lần nó rặn nó đau cái đít cho đó nó không chịu đi cầu, và càng lâu thì nó sẽ đưa đến cái táo bón. Rồi cái viêm ruột hoại tử, viêm ruột hoại tử thì nó nằm trong cái bệnh cảnh nhiễm trùng huyết, thì em bé nó sốt cao, tay chân lạnh, đi tiêu phân, có máu và cái mùi phân nó rất là hôi. Chỉ thì ít gặp ở trẻ em. Còn dị ứng sữa, tức là mấy đứa mà mới sinh ra nó bú sữa bình hay nó bú cái sữa đó vô thì nó gọi nó đi tiêu chảy nhiều, nó sẽ có máu luôn, máu cũng đỏ tươi luôn, ngưng sữa là nó hết. Thì ta gọi là dị ứng như đạm ở trong cái sữa bò. Cơ thể em bé nó chưa thích nghi. Thì trường hợp đó người ta đổi cái sữa mà để điều trị dị ứng đạm sữa bò thì nó sẽ hết, nó đi tiêu bình thường. Còn nhiễm dung mốc, nhiễm dung mốc thì em bé nó sẽ tiêu phân đen chứ không phải máu đỏ, máu đen. Máu đen mà trước khi mà nó đi tiêu phân đen thì nó biểu hiện cái thiếu máu mãn tính này rất là lâu rồi, có khi 1-2 năm. Do đó khi mà nó ỉa phân đen xong có khi nó ngất xỉu, và cộng thêm tình trạng thiếu máu mãn trên lâm sàng. Thì cái thiếu máu này chỉ có dòng hồng cầu giảm thôi, các dòng khác là bình thường. Và xét nghiệm sau phân có rất là nhiều chứng dung mốc ở trong phân. Thì đây là một số cái nguyên nhân mà đưa đến tiêu phân có máu ở trên lâm sàng, nhất là khi mà người ta ngồi phần khám. Còn bởi vậy cô Cúc mới định nghĩa cho mấy bạn hội chứng lỵ là tiêu phân có đàm, có máu, đi cầu nó khóc nó rặn. Rồi tùy theo cái tác nhân của lỵ mà nó có nước nhiều hay nước ít để loại trừ với trường hợp khác. Rồi khi nó ỉa có đàm, có máu, nước nó nhiều như vậy thì nó rõ ràng rồi, không cần phân biệt hội chứng lỵ với cái bệnh khác mà tìm nguyên nhân của lỵ. Còn khi nào nó vô nó chỉ ỉa máu thôi mà không có gì khác thì chúng ta phải tìm nguyên nhân có tiêu máu này là cái gì. Trời, mấy bạn có hỏi gì không? Rồi hai nhóm có hỏi gì nữa không? Nhóm 33 với nhóm 44 nè. Hai nhóm có hỏi gì không? Không trả lời bạn. Đấy, cô Cúc coi cái mi này còn nghe được không? Được. Dạ, nhóm em không có hỏi cô ơi. Rồi, nhóm 33 Bá Dương có hỏi gì không? Dạ, em mới hỏi rồi. Mới hỏi rồi thì cô Cúc trả lời xong. Mày được chưa? Dạ được. Cô có Zalo hay là Gmail gì không? Có gì cho em thắc mắc thì gửi. Có Zalo cô Cúc đó, mấy bạn hay gửi cho cô Cúc đó. Dạ dạ. Có bạn Nhi hay gửi cho cô Cúc, Bá Dương cũng gửi qua Zalo đó. Rồi nếu không có gì thì chúng ta nghỉ ha. Dạ. Ủa không... từng tới cái nhóm mấy bạn đi đâu? Dạ lớp 33 là học có nhi một hả con, có 3 tuần là xong rồi. Có 3 tuần là xong, vậy là 44, có học tiếp nữa không? Dạ tuần sau tụi em đi khoa tim mạch cô ơi. Vậy là cái tuần tới là học sang nhi 2 hay gì? Tuần tới 44, còn học nhi 1 nữa không? Hả? Còn nhóm nào học nữa không? Dạ 33 là hết rồi con. 33 hết rồi, tức là học kỳ này mấy bạn chỉ học có nhi 1 thôi hả? Dạ đúng rồi. À, rồi xong rồi làm gì? Không biết. Còn học hoài với chờ thi cơ. À, chờ thi, còn 44 thì làm sao, hết nhi 1 3 tuần rồi học gì nữa không? Dạ học nhi 2 á cô, tôi học tới 6 tuần. Tức là nhi 1 học 3 tuần, 3 tuần sau là học nhi 2. Rồi có cái nhóm nào đổi lại học nhi 1 không? Dạ có, tụi em chia thay phiên nhau luôn phiên. À, tức là chia làm 6, 4 lớp chia làm 6 nhóm, phải không? Dạ đúng rồi. À, vậy tuần tới chỉ còn 44 với 33 là hết rồi phải không? Em cũng không biết. Chưa không biết luôn. Rồi. Rồi vậy nghỉ ha, tạm biệt mấy bạn ha. Dạ chào cô. Rồi. Dạ cô. Rồi. Cô ơi.